có 3 dấu hiệu đẩy tiền bạc xa mình. Bạn phải tránh 3 cái dấu hiệu này và cả những người có dấu hiệu đó là: một là người có tư duy đổ lỗi, những người có tư duy đổ lỗi cho nền kinh tế, đổ lỗi cho thị trường, hay đổ lỗi cho sếp, hay đổ lỗi cho người làm thuê, đổ lỗi cho quản lý, và tất nhiên họ đổ lỗi luôn cho cha mẹ. Bao giờ họ cũng nghĩ là ai khác có lỗi với mình, còn mình thì không có lỗi. Đó là nguyên nhân dẫn đến cái sự không thành công. Người thành công thì luôn chịu trách nhiệm. Hai là bao biện, là những người thường hay nói những cái câu như là tiền bạc không là vấn đề, tiền bạc là không quan trọng, là những cái người là đang bị khánh kiệt. Trong cái cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú trang 87, tác giả có nói câu: bất kỳ ai nói cái tiền không quan trọng thì người đó đều không có xu nào. Vì người giàu thì họ luôn hiểu được cái tầm quan trọng của tiền bạc và cái vị trí của nó trong xã hội. Thứ ba là oán trách. Oán trách đối với sức khỏe của mình, oán trách đối với sự sung túc. Khi bạn tập trung vào oán trách, khi bạn tập chú tâm vào cái oán trách thì cuộc sống của bạn sẽ thu hút đến cho bạn những cái thứ phiền toái nhiều hơn. Bạn oán trách nhiều hơn về sức khỏe thì sức khỏe của bạn càng xuống dốc. Bạn oán trách về tiền tài thì tiền tài càng tránh xa bạn. Và luật hấp dẫn thì phát biểu rằng những thứ giống nhau sẽ hấp dẫn nhau, nghĩa là bạn ca tháng, thật ra bạn đang hấp dẫn chúng đến với bạn nhiều hơn. Và cái quy trình để loại bỏ 3 cái dấu hiệu này: một là bạn phải nhận biết được 3 cái dấu hiệu trên, hai là bạn hãy tách biệt nó ra và không tiếp xúc với những người thường hay bao đổ lỗi, bao biện và oán trách. Ba là hãy rèn luyện cho mình thành một cái thói quen mới để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì mời bạn đến với cái nhóm học tập và ứng dụng cùng với Lý để rèn luyện được một cái thói quen tốt hơn, một cái tư duy tích cực hơn bạn nhé.